Tùy Vi xin mời nhóm màu hồng lên nhận dự án của mình. Nội dung dự án của đội hồng chúng mình là dự án Đường Tới Tương Lai. Ở những vùng có hoàn cảnh khó khăn, việc tặng sách, giao tri thức cho trẻ em không chỉ là chăm sóc về đời sống tinh thần, mà điều đặc biệt hơn những con chữ, những trang sách sẽ giúp cho các em đến gần với tương lai mà các em mơ ước. Nhóm thí sinh hãy đến tìm hiểu câu chuyện của anh Nguyễn Tú Anh ở thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn mang từng cuốn sách đến với những trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa. Các bạn hãy cùng chung tay với anh Nguyễn Tú Anh để xây dựng một thư viện thật ý nghĩa cho các em nhỏ và cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp cho nhân vật, truyền cảm hứng ở dự án này các bạn nhé. Đường Tới Tương Lai là một dự án đầy ý nghĩa. Bây giờ các bạn hãy tìm người truyền cảm hứng, đó là anh Nguyễn Tú Anh, tìm hiểu và bắt đầu dự án của mình. Xin chào tất cả mọi người, chúng mình là nhóm màu hồng. Mình là Lê Ngọc Trang. Mình là Ngô Thị Thu Hương. Mình là Lê Trúc Linh. Mình tên là Đậu Hải Minh Anh. Mình là Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Dự án của chúng mình là Đường Tới Tương Lai. Mình cảm thấy rất là hồi hộp và mong chờ được tham gia dự án Đường Tới Tương Lai. Trao đi tri thức, nhận lại yêu thương. Yeah! Có thấy một chung khóa không kìa? Phải hả? Khi bước vào căn nhà của anh Tú Anh thì điều đầu tiên tôi ấn tượng đó chính là căn nhà rất là dễ thương. Không một ai có thể hình dung được một căn nhà nhỏ như vậy có thể chứa được nhiều sách đến thế. Và có một điều khá là thú vị, tôi nghĩ đó là cái duyên của chúng tôi khi đến tìm gặp anh Nguyễn Tú Anh. Chúng tôi đã gặp luôn cả những anh chị trong nhóm Chủ Nhật Yêu Thương. Các bạn đi xếp sách sao? Cho anh. Nhiều cái đấy là công việc hàng tuần của chúng mình đó. Giới thiệu các bạn là chúng mình Chủ Nhật Yêu Thương, mình cuối tuần nào cũng xếp sách như này cả. Cơ duyên nào mà làm cho anh thành lập ra cái nhóm này ạ? Mình quê ở Yên Bái nên là hay lên vùng cao chơi các bạn nhỏ, thì thấy cuộc sống của các bạn ấy rất là khó khăn, thì cũng không biết phải làm sao để hỗ trợ hay là để cùng các bạn ấy có một cuộc sống tốt hơn ở tương lai. Thì chúng mình nghĩ ra rằng là phải có quyển sách, thế nên mình bắt đầu làm sách. Nhóm mình là được thành lập 10 năm rồi đúng không? Nhóm mình thì thành lập được 13 năm rồi. Đây là cái hành trình của chúng mình đi khắp đất nước Việt Nam, từ Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái cho tới Nghệ An, rồi Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai, thì tới cả Kiên Giang, Cà Mau. Anh nhớ hết từng địa điểm anh đến luôn. Tại vì chúng mình đi tới đâu là cũng sống ở đó và chơi với các bé và sống cùng các bé. Trong suốt buổi trò chuyện thì anh Tú Anh đã chia sẻ cho chúng tôi nghe về những cuộc hành trình trên khắp mọi miền Tổ quốc. Những câu chuyện ấy giúp tôi hình dung được ánh mắt hân hoan, vui sướng của các em khi nhận được những cuốn sách từ anh Tú Anh. Mỗi một nụ cười từ nhỏ, hay là khi từ nhỏ cầm quyển sách lên đọc đó, từ nhỏ rất là happy thì cái quyển sách rất là hay và tụi mình mang lên là đã thấy một cái sự hạnh phúc ở đó rồi. Nhóm mình thì đi rất là nhiều nơi, vậy không biết là trong suốt cái hành trình mà mình đã đi qua thì nhóm mình có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ nhất, hoặc là cái khó khăn nào mình đã trải qua không ạ? Có rất là nhiều khó khăn. Chúng mình nói về kỷ niệm đáng nhớ ấy, tại vì chúng mình nhớ về niềm vui nhiều hơn. Từ miền núi cao cho tới vùng biển. Ở đây có cái chuyến đi Đắk Nông. Đắk Nông rất là vui. Đó là chúng mình vào tới bản được là tới hơn 10 giờ đêm, 10 giờ đêm. Cả một kỳ tích đấy. Đúng là một kỳ tích đấy. 2 xe máy cày đều hỏng và chúng mình phải lội bùn mà chân đất tới quá đầu gối, đi hơn 20 cây số đường rừng. Và trong cái bản đấy là bản sâu nhất, cái bản cuối cùng của đồng bằng Mông. 3 cây số đi qua tới. Cứ đi đâu cứ hỏi đồng bào này chỉ 3 cây số. Không tới được, không tới. Còn xuống biển thì ra ngoài đảo Hà Tiên, cuối đất nước, tàu đánh cá to quá thì lại dùng cái tàu rất là nhỏ mới vào trong được vì không có bến. Đâu, tức là trong cái hòn đảo nó rất là nhỏ, chỉ có vài chục hộ dân thôi. Khi tôi nghe câu chuyện của tất cả mọi người phải đi ghe ra đảo đưa sách cho các em thì tôi rất là khâm phục cái tinh thần của tất cả thành viên trong nhóm Chủ Nhật Yêu Thương. Họ sẵn sàng làm tất cả mọi việc, thậm chí đẩy bản thân mình vào nguy hiểm, miễn sao là đưa tri thức đến với các em nhỏ. Và họ làm điều đó với một tinh thần hân hoan và sảng khoái. 3 ngày 3 đêm chúng mình sống ở trên đó là không nhìn thấy cái xe đạp nào. chứ chưa nói đến xe máy. Có nghĩa là khi mà về Sài Gòn về lại thành phố thì chúng mình phải tái gọi hòa nhập, tại vì nhìn thấy xe nhiều quá hoa mắt. Còn về khó khăn thì thật sự nó rất là nhiều. Chúng mình chỉ mang những quyển sách, lúc đầu là sẽ không được đón nhận. Là vì quyển sách nó phải từ lâu dài, và nó tính bằng vài chục năm, và tính bằng cả một thế hệ thì mới tạo ra được một cái sự biến đổi. Nên chúng mình bắt buộc một từ đó là phải kiên trì và bền bỉ. Chúng mình đã làm hơn 10 năm nay liên tục, và hiện tại thì cái số lượng thư viện chúng mình làm thì đã gửi đi đến khoảng gần 600 điểm thư viện trên cả nước Việt Nam mình. Và hướng tới năm nay thì chúng mình cố gắng đạt khoảng 1.000 cái điểm thư viện. Nó giống như 1001 đêm, có số ước mơ. 1001 thư viện của mình rất là mong để mang cho các bé thêm những cái ước mơ giàu hơn về ước mơ, giàu hơn về yêu thương, để các bé phấn đấu, nỗ lực trong tương lai. Được nghe anh chia sẻ, tôi lại càng cảm thấy khâm phục anh hơn. Bởi với vóc dáng tuy nhỏ bé, nhưng anh lại là người luôn toát ra một năng lượng tích cực, khiến cho vùng không khí xung quanh luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái. Nhóm chúng em rất là cảm ơn anh chị đã đưa không chỉ là tình yêu, tình thương mà còn là tri thức, và những điều đó là không thể nào mà đong đếm được. Và em rất là mong đồng hành cùng với anh chị để xây dựng cái thư viện thật là ý nghĩa và đưa tri thức đến cho các em. Rất là vui các bạn tham gia cùng chúng mình chuyến này, thì chúng mình mang sách lên bản rồi có các bạn cùng đi sẽ rất là vui hơn nữa. Đông người mà. Những hành trình mà các anh chị đã đi qua đã thật sự tiếp lửa và thôi thúc chúng tôi mau chóng thực hiện dự án này. Và để thực hiện thật tốt dự án nhân ái Đường Tới Tương Lai, nhóm chúng tôi đã cùng họp với nhau để tìm ra trường thích hợp cho dự án. Mình nghĩ là nên ưu tiên điểm trường Bù Cà Mau. Thật sự là ở đó họ rất là cần sách. Nhưng mà trường Bù Nho ở Trang tìm được á, là số lượng học sinh cũng rất là đông. Các em không có điều kiện để đi học. Không mới tìm được là trường Nhíu Lũng ở trên xã Quảng Bạ, Hà Giang. Thì trường cũng rất là khó khăn, điểm trường sập sệ. Trước khi bắt đầu dự án thì chúng tôi đã có những buổi hẹn đi trà sữa, cà phê và giữa chúng tôi rất là vui vẻ, thoải mái. Nhưng mà khi bắt đầu vào buổi họp đầu tiên, tôi không ngờ rằng mọi thứ lại trở nên gay gắt đến như vậy. Ai cũng muốn đưa ra những cái lý lẽ, lập luận để bảo vệ quan điểm riêng của mình. Cuộc tranh luận ngày càng trở nên căng thẳng hơn. Chúng tôi không thể nào thống nhất ra được một ý kiến chung. Vì vậy mà chúng tôi quyết định đến tìm gặp anh Tú Anh để tham khảo ý kiến của anh ấy. Điểm trường Bù Cà Mau anh nghĩ là khá hợp lý ạ. Bởi vì trên cái khu vực đó anh cũng đã từng đi nhiều trường, anh hiểu cái cuộc sống ở đồng bào ở trên đó. Và anh nghĩ rằng mình sẽ có thể làm được những cái việc tốt để hỗ trợ cho các bé trong việc học tập, để các bé có cái ý thức học tập tốt hơn, những quyển sách của mình sẽ phù hợp với các bé. Sau khi chốt được địa điểm thực hiện dự án, tôi nghĩ rằng mâu thuẫn của chúng tôi đã dừng lại ở đó. Nhưng không ngờ rằng mọi thứ lại trở nên căng thẳng hơn trong lần họp tiếp theo. Cái điểm trường của mình khó khăn quá, thì mình có nên sơn trường không? Xây dựng và cải tạo lại trường như vậy mất rất là nhiều thời gian luôn. Mình nên tập trung vào cái dự án sách, tập trung vào sách đi. Ý tưởng của mọi người đều rất là hay, đều rất là tốt cho điểm trường Bù Cà Mau. Nhưng mà thật sự là mình chưa biết được cái tình hình thực tế ở trên đó như thế nào. Nên Minh Anh nghĩ là mình sẽ chia ra hai team, một team sẽ ở thành phố Hồ Chí Minh và một team sẽ ở Bình Phước. Thì là Minh Anh sẽ xung phong đi lên Bình Phước nè, có ai muốn đi cùng Minh Anh không? Ok, để Hương đi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm hành động quyết tâm luôn nha. 1, 2, 3, yeah! Mặc dù là con gái nhà nông, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm cảm giác ngồi xe máy cày. Và trên đường đi đến trường, tôi đã bắt gặp được những hình ảnh hết sức là ngây thơ và dễ thương của các em nhỏ. Hành động hết sức dễ thương này đã khiến cho tôi cảm thấy như mình được hòa mình vào cuộc sống nơi đây. Vì tối hôm trước mưa lớn nên đoạn đường còn trở nên trơn trượt hơn. Và do tôi bất cẩn nên đã bị trượt té. Sau sự cố đó, tôi lại càng thấm thía hơn nữa những khó khăn mà các em nhỏ ở đây phải đối mặt mỗi khi đến trường. Giới thiệu với hai bạn thì đây là cái điểm trường Bù Cà Mau. Cái điểm trường này thì học sinh dân tộc đa số là người Sơ Tiêng. Điểm trường này hiện tại là có 3 phòng học cho 5 lớp. từ lớp 1 tới lớp 5. Khác với những gì mà tôi đã biết về trường trước đó thì diện tích của trường khá là nhỏ và sân trường còn đang thiếu khu vui chơi cho các em. Những gì các em đang chơi bây giờ như là xích đu và bập bênh được làm bằng tay của các thầy cô giáo trong trường và nó trông khá là tạm bợ và cũ kỹ. Nó khác xa hoàn toàn với những gì mà trẻ em thành phố đang có. Con sợ tụi con té, cái này nó cũ quá rồi nè. Con không sợ hả? Tôi cảm thấy chạnh lòng sau khi nghe câu trả lời của các bé, bởi những món đồ chơi như thế này ở thành phố có rất nhiều, thậm chí là rất đẹp nhưng lại rất ít được trân trọng. Còn ở đây chỉ là những chiếc xích đu tạm bợ, nhưng đối với các bé lại là một món đồ chơi vô cùng quý giá. Sau khi chúng tôi khảo sát tình hình thực tế ở điểm trường tiểu học Bù Cà Mau, chúng tôi đã liên lạc với các bạn còn lại ở thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi và mua những món đồ cần thiết cho các em. Mình đợi chuyến hàng đầu tiên nha. Chào cô, mấy đứa vào nhanh trên mưa kìa. Dạ. Đây là cô Xuân, cô ở tiệm sách Cú Anh rất là hay mua. Xuân dẫn mấy bạn qua mua sách, lại muốn mua cho các bé ở trên bản xa á. Dạ, chào cô. Chào cô. Chào cô ạ. Chắc mua cô nhá, anh chạy qua bên tiệm bên kia rồi anh mua, anh về trước, anh chờ. Dạ, cháu nha. Chào cô ạ. Dạ. Rồi bây giờ mấy đứa ngồi xuống đây rồi cô chị cho mà lựa. Dạ. Dạ. Tụi con mua sách của tiểu học của cô. Lấy vé cấp 1. Vậy thì có những cái truyền đố Rainbow, đồ thần đồng đồ đó con. Wow. Cô ơi, cơ duyên nào mà cô với anh Tú Anh gặp nhau vậy ạ? Tú Anh hay đi mua sách từ thiền cho trẻ em, vào đây cô bán giá mềm mềm cho nên Tú Anh thích vào đây mua về cô vậy đó. Cũng 5-7 năm chứ rồi chứ từ khi Tú Anh đi từ thiền đến giờ. Tôi rất ấn tượng về câu chuyện giữa anh Tú Anh và cô bán sách, bởi sự đồng hành trong suốt 7 năm qua của họ chỉ đơn giản bắt đầu từ một lần đi gom sách từ thiện của anh Tú Anh. Cô cho tụi con vô tìm với cô đúng không ạ? Được. Sau khi đã gom đủ số lượng sách cần thiết thì chúng tôi mới phát hiện ra rằng mình đã quên mang theo thùng đựng sách, cho nên chúng tôi phải vội vàng chạy đi tìm mua thùng cát tông. Thảo Linh, cô có bìa cát tông nè. Cô bán bìa cát tông không cô? Bán hả con? Dạ. Tụi con mua làm gì? Tụi con mua để đóng gói từ thiện đó cô. À vậy hả? Thế thôi cô tặng một con luôn á. Lấy cái đi. Dạ, cô được. Rồi. Trời may quá gặp cô. Sau khi nghe câu nói đó của cô, tôi bắt đầu chú ý đến chiếc xe đẩy. Bất chợt tôi nghĩ đây có phải là công sức của một ngày làm việc của cô hay không, nhưng cô lại sẵn lòng cho chúng tôi với mục đích là thiện nguyện. Tôi vô cùng xúc động và ngưỡng mộ hành động đó của cô. Rồi, được rồi con. Dạ, con cảm ơn cô nhiều ạ. Cảm ơn cô. Vâng, cảm ơn cô. Dạ, cô đi ạ. Con cảm ơn cô nhiều. Con cảm ơn cô. Khi cô cho chúng tôi những thùng bìa cắt tông, cô nở một nụ cười rất là tươi và nụ cười đó đã cho tôi rất là nhiều cảm xúc. Đó là một nụ cười mộc mạc, hiền hậu và vô cùng ấm áp. Anh Tú Anh ơi! Anh Tú Anh ơi! Chào các bạn! Dạ, dạ. Sao lại mưa thế này? Dạ là trên đường đi gặp mưa mà gần về tới thì nó lại tạnh. Dạ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là nếu mà tôi bị ướt á thì cùng lắm tôi chỉ ốm vài hôm thôi. Còn nếu mà sách bị ướt á thì các em ở Bình Phước sẽ không có sách để đọc. Tối hôm trước, trời mưa rất là to nên tôi rất là lo lắng. May mắn thay, ngày mới đón chúng tôi với những tia nắng ấm áp. Chúng tôi đã nhanh chóng triển khai làm những điều thú vị dành cho các bé. Điều đầu tiên trong kế hoạch của chúng tôi là sẽ hóa thân thành hai chú thỏ rất là đáng yêu, ngộ nghĩnh, với mong muốn mang lại cho các bé một bầu không khí mới lạ và đặc biệt khi đến trường. Khoảnh khắc tôi và Hương nép bên cánh cổng trường, tôi bắt gặp rất nhiều ánh mắt tò mò, xen lẫn thích thú của các bé. Khi cánh cổng trường ấy mở ra, các bé nhào lại ôm choàng lấy tôi. Và trong vòng tay của các bé thì tôi đã biết rằng bước đầu của chúng tôi đã thành công. Ngay sau khi vừa đến trường, tôi bắt gặp những ánh mắt háo hức của các em đang trông đợi vào buổi lễ hội đọc sách ngày hôm nay. Và trong tôi có một niềm cảm xúc mãnh liệt, muốn bắt tay ngay vào công việc để hoàn thành công việc thật là chỉnh chu, không phụ lòng mong chờ của các em. Lời đầu tiên cho phép em được gửi đến tất cả các thầy cô giáo, các anh chị khách quý, các bạn cùng toàn thể các em học sinh đã đến với lễ hội đọc sách Đường Tới Tương Lai tại điểm trường Bù Cà Mau một lời chào trân trọng nhất. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Đậu Hải Minh Anh, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 và nhóm chúng em hiện đang có mặt ở đây để thực hiện dự án Người Đẹp Nhân Ái, Đường Đến Tương Lai và đây là 4 thành viên còn lại của nhóm em ạ. Và các em ơi, các em có muốn là được nhận quà không? Anh ơi, và hôm nay đi cùng anh còn có những vị khách rất là quan trọng không thể thiếu trong chương trình Người Đẹp Nhân Ái Đường Đến Tương Lai. Đó là những nhà tài trợ, những nhà đồng hành. Anh Nguyễn Huy Cường, đại diện nhà tài trợ Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, tổng giám đốc, đại diện nhà tài trợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngôi Sao Thái An. Hoa hậu Miss World Việt Nam 2019, đại sứ của dự án Đường Đến Tương Lai, Hoa hậu Lương Thùy Linh. Hoa hậu Việt Nam 2018, Á hậu Thúy An. Á hậu Miss World Việt Nam 2019, Á hậu Kiều Loan. Nghệ sĩ diễn viên Huỳnh Quý là tôi. Yeah. Và còn một nhân vật đặc biệt hơn nữa, anh là người truyền cảm hứng cho dự án này. Đó chính là anh Nguyễn Tú Anh, nhân vật truyền cảm hứng, người sáng lập nhóm Chủ Nhật Yêu Thương và các anh chị trong nhóm Chủ Nhật Yêu Thương. Chị em xin phép mời Hoa hậu Lương Thùy Linh sẽ lên trao tặng thư viện sách cho đại diện nhà trường ạ. Chị là thay mặt cho tất cả các em học sinh ở điểm trường Bù Cà Mau của trường Tiểu học Phú Nghĩa thì xin gửi tới lời cảm ơn chân thành nhất cho các anh chị đã gửi tặng cho những em các em những cái món quà, những cái quyển sách rất là quý giá để các em có những câu chuyện các em đọc để tìm hiểu thêm trong quá trình học. Một tràng pháo tay lớn cho hiệu trưởng của trường chúng ta được không? Em xin mời đại diện nhà tài trợ Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land, Lê phát biểu và trao tặng dụng cụ học tập cho các em nhỏ tại điểm trường Bù Cà Mau. Về ý nghĩa của chuyến đi này, trao tri thức đến tất cả các vùng quê nghèo xa xôi để thay đổi, giúp cho những chị em ở đó có một nguồn tri thức mới. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Ngôi Sao Thái An, nên trao tặng thiết bị vui chơi cho các em nhỏ. Thấy các em vui vẻ như thế này là chúng ta đã thấy đường tới tương lai rồi. Hy vọng những câu chuyện này sẽ được nhân rộng hơn nữa và chúc cho tất cả chúng ta đều vui vẻ, hạnh phúc. Biết anh Tú Anh là một người rất thích trẻ con, vì vậy chúng tôi đã quyết định tặng cho anh ấy một cuốn sách. Và đồng thời đây cũng là một tiết mục văn nghệ mà chúng tôi muốn gửi đến cho các bạn nhỏ. Ngày xưa có một xứ sở Bù Cà Mau nọ, đặc biệt là sự xuất hiện của hai bạn nhỏ sau đây. Trời đất ơi, hai nhân vật này là ai vậy? Đây là bạn Điểu Tèo, đây là Thị Mẹt. Các bạn có thấy không? Thị Mẹt này có một hàm răng xuống. Bởi vì sao? Tại vì á, Thị Mẹt lúc nào cũng thích ăn bánh ngọt nè, thích ăn kẹo nè. Đó là một con quái vật xuất hiện. Con quái vật này có đáng sợ không? Sợ mà. Và một hôm thì có một anh chàng xuất hiện. Anh ấy mang tên là Điểu Sắt. Các bạn nhìn thấy anh Điểu Sắt này như thế nào? Đẹp trai không? Bé nói xấu quá kìa. Các em hưởng ứng rất là nhiệt tình và nhanh chóng bị cuốn theo mạch truyện. Sau những cái ngày miệt mài kiên trì thì cuối cùng các bạn cũng đã huấn luyện được cho mình những cái bí kíp riêng trong những cái cuốn sách mà anh Điểu Sách mang đến. Cuối cùng bị đánh cho tan xác luôn. Kết thúc câu chuyện, tất cả mọi người đều hiểu được rằng nhân vật Điểu Sách là anh Nguyễn Tú Anh và hiểu được thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải. Trời ơi, tôi giận quá. Ông anh Tú Anh tôi rất là đẹp trai, răng đều, mà nghĩ sao vẽ hình siêu nhân răng súng như hai giọt cà phê. Thế thì hai thích đọc sách không? Cô chú mang rất nhiều sách và mang cả những cái tủ sách rất là kiên cố và rất là đẹp, rất là to. Rất là mong các bạn chăm chỉ đọc sách hơn. Thế những ai mà có thể chăm chỉ đọc sách hơn được thì có nhiều sách không? Thì chúng mình sẽ tặng lại tất cả sách cho các bạn. Vốn dĩ là tôi là người rất thích chơi với trẻ con, và khi đến điểm trường Bù Cà Mau, đó giống như là thiên đường của tôi vậy đó. Bởi vì là có rất là nhiều các bạn nhỏ rất là dễ thương, năng động, và đặc biệt là đôi mắt rất là hồn nhiên và trong trẻo. Ngày hôm đó giống như là tôi được trở về với tuổi thơ của mình vậy. Chúng tôi cùng nhau tổ chức chơi nhiều trò chơi dân gian, cùng nhau vẽ tranh, tô tượng và đọc sách. Tôi nghĩ đó chính là những kỷ niệm mà tôi không bao giờ có thể quên được. Cẩn thận nha. Này nó hơi gồ. Ui, này là Tết. Tôi và Hương tìm đến nhà của bé Điểu Khen trong một đêm mưa rã rít. Điều đầu tiên đập vào mắt của tôi là một căn nhà rất nhỏ, không có lấy một cánh cửa che chắn. Hình ảnh bé Điểu Khang nằm trên một tấm nệm cũ lót dưới nền đất, đang nằm học bài dưới ánh đèn le lói duy nhất trong nhà, đã thật sự làm tôi đau lòng. Chào con. Dạ con chào cô. Con tên gì? Dạ con tên Điểu Khang. Năm nay con học lớp mấy rồi? Dạ con học lớp 5. Bình thường á, con đi học về thì sách vở con bỏ ở đâu? Dạ con để trong cặp. Con không có bàn học. Dạ. Nhà mình chỉ có một cái đèn thôi hả con? Dạ. Này con có thích là mình được có bàn học không? Dạ có. Có ở đây với ai? Dạ con ở đây với bà ngoại. Bà ngoại con đâu rồi? Dạ con chưa biết. Bây giờ là con dẫn hai cô đi gặp bà ngoại đi. Dạ được. Sau đó thì chúng tôi có ra gặp bà, thì tôi biết được rằng là hoàn cảnh của bé Điểu Khang rất đặc biệt. Điểu Khang đó là Còn mẹ đi lấy chồng vào khang người ta không chịu nuôi, ta búa lồ cho nuôi vì bà cổ vì bà già, ta nuôi được ở ngoài này ở đây này. Tối nay ngoại với Đức Khang ăn gì chưa? Ăn rồi, ăn gì mỗi ngày. Tôi ghen thầy. Con vào nhà, con thấy nhà ngoại con luôn á. Hoàn cảnh của bé rất là khó khăn. Và đau lòng hơn nữa là khi mà tôi nghe được là bữa ăn hàng ngày của hai bà cháu chỉ đơn thuần là một chút cơm và muối. Điều này khiến tôi vô cùng trăn trở và thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó cho các em. Không biết là nhóm chúng tôi có mang đến được niềm vui và đưa đến tri thức cho các em hay không? Chúng tôi đang rất là quyết tâm. Thức giấc đón ban mai mặt trời hồng, ngắm mây trôi xa bềnh bồng sau một đêm bão giông. Âu lo trong những giọt sương đêm con đông lại trên cánh hoa khẽ tan vào nắng mai, thấp thoáng những cánh hoa tượng trưng khô héo vẫn vươn lên xanh tươi hơn vàng rực giữa cánh đồng. Ngập tràn sức sống ánh dương gọi mời trái tim đáp lời mãi mãi trên môi nụ cười nơi tôi yêu. Hãy bình chọn cho dự án nhân ái được yêu thích nhất bằng cách like, share và bình luận với cú pháp tên dự án kèm mã số trên fanpage Hoa hậu Việt Nam. Mã số dự án Đường tới tương lai là 04. Dự án được bình chọn nhiều nhất sẽ nhận được giải thưởng 20 triệu đồng và giải thưởng may mắn dành cho khán giả bình chọn đúng dự án yêu thích nhất được ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên là 10 triệu đồng. Kết quả sẽ được công bố vào tập 10 của chương trình, được phát sóng vào lúc 19h15 ngày 30 tháng 11 năm 2020. Khép lại dự án Đường tới tương lai là những dư âm ngọt ngào. Tiếp nối hành trình ấy sẽ là những cung bậc cảm xúc như thế nào? Hãy đón xem tập 5 dự án Cơm Hạnh Phúc, chương trình Người Đẹp Nhân Ái, phát sóng lúc 19h15 ngày 12 tháng 11 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.